Xin chào các bạn, chúng ta đang cùng trở lại với bản tin công nghệ S News tuần 3 của tháng 6 và chuỗi những drama liên quan đến cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới công nghệ trong suốt cả hơn một tháng vừa qua chính là Huawei thì sẽ vẫn được tiếp tục trong tuần này. Chúng ta sẽ ngay đầu tiên đến với một thông tin liên quan đến sự việc có thể làm căng thẳng hơn những vấn đề liên quan đến Huawei và chính quyền Mỹ. Sau sự việc là cố ý chuyển tiếp các bưu phẩm của Huawei sang Mỹ mà không có lý do, thì tuần này hãng vận chuyển FedEx của Mỹ tiếp tục vướng phải một vụ lùm xùm khác và cũng là với Huawei. Chiếc điện thoại P30 Pro thì bị hãng vận chuyển này từ chối chuyển từ Anh sang Mỹ. Một phóng viên của trang tin công nghệ PCMag cho biết là anh này muốn nhận một bưu phẩm là một chiếc Huawei P30 Pro từ văn phòng của PCMag tại London đến với nơi nhận là văn phòng tại New York. Quy trình gửi hàng thì diễn ra hết sức bình thường ở phía London. Người gửi thì đã cho máy vào gói bọc hàng của dịch vụ chuyển phát nhanh ParcelFox, ghi thông tin đơn hàng rất trung thực. Gói hàng này đã được dịch vụ ParcelFox liên kết với FedEx để chuyển đi Mỹ. Tuy nhiên sau đó khi mà tra cứu hành trình vận đơn từ ParcelFox và FedEx thì chiếc P30 Pro này được cho thấy là đã rời khỏi London, được chuyển đến Indianapolis, bang Indiana của Mỹ, nhưng chỉ được giữ tại đây khoảng 5 tiếng đồng hồ rồi ngay lập tức bị đem trả về London trong cùng ngày hôm đó. Lời giải thích sau đó xác nhận lùm xùm cấm vận chính là nguyên nhân của sự việc. ParcelFox cho biết vấn đề của chính quyền Mỹ với Huawei, phía Mỹ thì không chấp nhận bất kỳ hàng hóa nào của thương hiệu này. FedEx thì lý giải chi tiết hơn rằng là vì hôm 16 tháng 5, Huawei Technologies và 68 đơn vị trực thuộc trên toàn cầu bị liệt vào bản danh sách thực thể nên là các công ty Mỹ phải hạn chế giao thương. Ngay sau khi biết được sự việc thì Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng của Huawei, bà Terry Daly đã lên tiếng chỉ trích hành vi của FedEx là một sự hiểu sai hoàn toàn về lệnh cấm vận. Sự việc của tạp chí PCMag mặc dù nhỏ nhưng nó tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Huawei. Phía PCMag cũng cho biết là rất vô lý khi mà chiếc P30 Pro này thậm chí còn không phải là máy mới mà là sản phẩm đã dùng rồi và đây là tài sản của công ty. Việc gửi máy đi là một quy trình trao đổi hết sức bình thường giữa các văn phòng với nhau. Nơi gửi và nơi nhận hàng cũng không có liên quan gì đến các địa chỉ của Huawei. Có vẻ như là ai đó ở FedEx đã hiểu vấn đề hiện tại có nghĩa là cấm tiệt mọi sản phẩm của Huawei đi vào nước Mỹ. Trong khi đó thì liên quan đến sự việc hồi cuối tháng 5 khi mà FedEx không gửi các bưu phẩm của Huawei từ Hà Nội và Tokyo đến đúng địa chỉ mà tự ý chuyển hướng bưu phẩm sang Mỹ, cơ quan quản lý tại Trung Quốc thì đã chính thức vào cuộc để điều tra về hành vi này. Trong khi đó, tại cuộc tọa đàm mới nhất vừa được tổ chức trong tuần này tại chính trụ sở của Huawei ở Thâm Quyến, Trung Quốc, thì nhà sáng lập của Huawei, ông Nhậm Chính Phi đã lần đầu tiên thừa nhận những vấn đề, những ảnh hưởng mà Huawei đang phải gánh chịu liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ, cũng như là dự báo về sự suy giảm doanh thu trong thời gian tới. Vị sáng lập 74 tuổi thừa nhận là Huawei không nghĩ rằng đòn tấn công của Mỹ nhằm bẻ gãy Huawei lại rộng khắp các lĩnh vực như thế. Huawei giờ đây không thể có nguồn cung linh kiện, không thể tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế, không thể làm việc với nhiều trường đại học, không thể sử dụng bất cứ thứ gì có linh kiện của Mỹ và thậm chí là còn không thể thiết lập được kết nối với những hệ thống mạng có chứa linh kiện từ Mỹ. Doanh số giao điện thoại của Huawei trên toàn cầu vì thế có thể sụt giảm tới 40%. Hồi tháng 2 trước khi mà Mỹ tung ra đòn đánh chí mạng thì Huawei vẫn còn có thể tự tin dự báo doanh thu cả năm 2019 lên tới 125 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 18 tỷ đô so với thành tích 107 đô la đạt được vào năm ngoái. Tuy nhiên tại buổi tọa đàm trực tiếp, ông Nhậm Chính Phi đã thông báo Huawei cắt giảm dự kiến doanh thu cả năm xuống chỉ còn khoảng 100 triệu đô la cho hai năm 2019 và 2020. Thái độ lần này của ông Nhậm thì nhận được sự chú ý khi mà mới chỉ cách đây vài tuần, các phát biểu của ông vẫn còn có vẻ thách thức và không có một chút sợ sệt nào. Tuy nhiên thì ông Nhậm cũng đồng thời bày tỏ hy vọng là Huawei có thể khôi phục tăng trưởng được vào năm 2021. Huawei sẽ không cắt giảm chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời cũng sẽ không cắt giảm ồ ạt nhân sự. Còn với các đối tác Mỹ của Huawei, mặc dù một mặt vẫn đang phải tuân thủ lệnh cấm vận từ chính quyền, tuy nhiên thì họ cũng không lấy gì làm vui vẻ khi mà mất đi một người bạn hàng quan trọng, đó chính là Huawei. Chính vì thế mà các hoạt động vận động hành lang thì đang tích cực được các công ty này tiến hành để có thể tìm kiếm một biện pháp giảm nhẹ hình thức xử lý dành cho Huawei. Hồi cuối tháng 5 thì các lãnh đạo từ hai hãng sản xuất chip Intel và Xilinx đã dự cuộc họp với Bộ Thương mại Mỹ để thảo luận về phản ứng với việc Huawei bị đưa vào danh sách đen cấm vận. Hãng chip Qualcomm thì cũng được cho biết là đang thúc giục Bộ Thương mại về vấn đề này. Việc vận động hành lang thì không phải là để giúp cho Huawei, mà là bản thân các công ty Mỹ đều cảm thấy cần phòng ngừa các rủi ro về kinh tế cho bản thân khi mà Huawei đang trở thành một trong những bạn hàng quan trọng nhất của mình. Năm 2018, trong tổng số 70 tỷ đô la Mỹ mà Huawei chi ra để mua linh kiện thì có tới 11 tỷ đô là để mua linh kiện từ các công ty của Mỹ. Mất đi Huawei đồng nghĩa với hậu quả trực tiếp khôn lường về kinh tế. Ví dụ như là với Broadcom, một công ty chưa tham gia vận động hành lang, nhưng mới đây thì cũng đưa ra dự báo rằng là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và đòn đánh vào Huawei có thể gây sụt giảm 2 tỷ đô la doanh thu cho Broadcom trong năm nay.
Mục đích của các công ty Mỹ ở đây khi vận động hành lang là truyền tải tới giới chức lãnh đạo quan điểm tách bạch các vấn đề kinh tế và chính trị. Duy trì quan hệ với Huawei là họ giữ được một đối tác và thúc đẩy cho Huawei phát triển ở nơi khác, chứ không phải là hành vi bảo trợ hay tiếp tay cho một kẻ đang đầy rẫy những lùm xùm liên quan đến hoạt động gián điệp hay là ăn cắp tài sản trí tuệ. Những công nghệ không liên quan đến an ninh quốc gia thì không nên được liệt vào phạm vi của lệnh cấm. Về phía Huawei thì hãng cũng khẳng định là không yêu cầu ai phải đi vận động hộ mình và cũng không có kênh nào để đối thoại và liên lạc với chính quyền Mỹ. Một tháng sau khi bị liệt vào diện cấm vận, Huawei chưa hề trao đổi với Mỹ về vấn đề này. Như vậy là có thể thấy giới doanh nghiệp Mỹ mới đang là những người không giữ được bình tĩnh khi mà mất đi Huawei. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ khiến cho rất nhiều mặt hàng với nguồn gốc xuất khẩu là từ Trung Quốc và đích đến là Mỹ sẽ chịu thiệt hại khá là nặng nề và ảnh hưởng trực tiếp vào giá bán đến với tay người tiêu dùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một trong số những ví dụ đó, đó là liên quan đến ngành hàng máy tính laptop khi mà những đòn đánh thuế từ Mỹ vào hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc được giáng lên. Bây giờ hãy cùng xem là người Mỹ sẽ chịu thiệt hại trực tiếp như thế nào. Một nghiên cứu mới đây do Hiệp hội Công nghệ tiêu dùng của Mỹ đã ước tính rằng là nếu như chính quyền Mỹ áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thì giá bán máy tính xách tay và máy tính bảng tại Mỹ sẽ tăng lên ít nhất là 19%. Tức là nếu như tính theo giá bán lẻ trung bình của ngành hàng laptop tại nước này thì mức giá sẽ đội lên với mỗi chiếc máy ít nhất là $120. Đây là một trở ngại không nhỏ cho các nhà bán lẻ khi mà muốn kích cầu tiêu dùng trong các dịp mà nhiều người mua sắm như là lễ hội, tựu trường, và đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng đến đối tượng khách hàng thông thường là các gia đình, học sinh sinh viên, trường học. Và đương nhiên là cả các cơ quan nhà nước của Mỹ nếu như có nhu cầu sắm máy tính cũng sẽ phải chi thêm một số tiền không nhỏ. Người dùng thì sẽ giữ máy cũ lâu hơn, không mua sắm mới, thậm chí không cần dùng đến laptop. Nhiều nhà sản xuất máy tính của Mỹ như là Dell, HP và Microsoft đã cùng ra thông cáo chung cảnh báo rằng là giá bán laptop có thể vượt khỏi tầm với của rất nhiều người tiêu dùng nếu như đợt đánh thuế sắp tới đây của chính quyền Mỹ có hiệu lực, dự kiến là trong ngày 2 tháng 7. Ba hãng Dell, HP và Microsoft hiện chiếm tới 52% thị phần máy tính và máy tính bảng line laptop bán tại Mỹ, và đây là một trong những hàng hóa nằm trong diện sẽ bị tăng thuế. Trong bối cảnh này thì nhiều hãng công nghệ của Mỹ đã thể hiện rõ thái độ là họ muốn chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang những nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ví dụ, và đó chính là Apple. Apple đang cân nhắc chuyển từ 15 cho đến 30% năng lực sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Đây là nước đi phải thực hiện sau khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định áp thêm thuế với tổng giá trị hàng hóa $300 tỷ nhập khẩu từ Trung Quốc. Các quốc gia bên ngoài Trung Quốc đang nằm trong diện cân nhắc của Apple là Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và Mexico. Trong đó thì Việt Nam và Ấn Độ thuộc nhóm ưu tiên số 1 với lợi thế chi phí thấp và nguồn nhân công có sẵn. Apple cũng đồng thời xác nhận là kể cả khi Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được một thỏa thuận thương mại thì Apple cũng sẽ không đổi ý. Như vậy là không chỉ muốn giảm nhẹ nguy cơ thiệt hại về kinh tế, Apple còn đang muốn đa dạng hóa hoạt động sản xuất để tránh lệ thuộc vào Trung Quốc. Đổi lại là phía Trung Quốc cũng sẽ phải hứng chịu một phần thiệt hại khi mà có ước tính 5 triệu người lao động nước này sẽ chịu ảnh hưởng vì bị cắt giảm nhân công. Trong khi đó thì Apple vừa viết thư kêu gọi chính quyền Mỹ không áp thuế đối với một số mặt hàng điện tử nhất định, với quan ngại là sẽ làm giảm đóng góp của Apple cho nền kinh tế Mỹ, giảm sức cạnh tranh của Apple trên toàn cầu. Apple còn chỉ ra một vấn đề, đó là các nhà sản xuất Trung Quốc đang chiến đấu với Apple trên thị trường quốc tế, thực ra lại không có một sự hiện diện nào đáng kể ở Mỹ, nên là họ lại không chịu ảnh hưởng vì đánh thuế từ Mỹ. Còn bây giờ hãy cùng chuyển mối quan tâm sang những cái tên điện thoại di động được săn đón nhất trong nửa cuối năm nay. Đầu tiên sẽ là Galaxy Note 10, chỉ còn khoảng hơn 6 tuần nữa là chiếc máy này sẽ chính thức ra mắt. Chúng ta sẽ không chỉ có một mà là nhiều chiếc máy Galaxy Note 10. Bây giờ sẽ là tổng hợp một vài những do gì mới nhất. Theo thông tin mới nhất thì Samsung sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu Galaxy Note 10 vào ngày 7 tháng 8, tức là cho đến thời điểm này sẽ chỉ còn hơn 6 tuần. Qua hình ảnh về bao da và dán màn hình được nhà bán lẻ phụ kiện Mobile Fun của Anh đăng tải, chiếc máy này sẽ có viền cực nhỏ, camera trước khoét lỗ thì được đặt ở giữa, không còn xuất hiện giải loa thoại, với nhiều khả năng là Samsung sẽ áp dụng công nghệ phát ra âm thanh từ màn hình mà một số đối thủ Trung Quốc đang dùng trên máy cao cấp. Giải camera thì không còn nằm ngang mà được đẩy sang chiều dọc ở bên trái, và đặc biệt là camera sau này có vẻ như sẽ chứa thêm một cảm biến đo chiều sâu, công nghệ đã từng xuất hiện ở bản Galaxy S10 5G. Qua tin đồn dò dỉ và ở các bản ảnh dựng mới nhất thì có thể gần như chắc chắn là Note 10 sẽ lần đầu tiên loại bỏ cổng cắm tai nghe 3.5mm trên điện thoại cao cấp. Tin đồn loại bỏ cổng cắm tai nghe như là được củng cố thêm khi mà nó đi cùng với một thông tin khác cho biết là Samsung cũng đang cố gắng tạo ra một chiếc máy không có những đường cắt quét bằng cách loại bỏ luôn các nút bấm vật lý. Thay vào đó thì sử dụng hệ thống nút bấm cảm ứng giống như là ở chiếc HTC U12 Plus. Mặc dù vậy, theo một số nguồn tin khác gần đây, công nghệ này chưa sẵn sàng và ý tưởng về một điện thoại trơn láng không nút bấm đã bị gạt đi vào phút chót. Chỉ có nút bấm Bixby là thực sự không còn xuất hiện trong các bức ảnh rõ gì. Và điểm thay đổi lớn nhất sẽ là không chỉ có một Galaxy Note 10 mà năm nay nó sẽ là một dòng máy tương tự với bản S10.
bên cạnh một phiên bản với màn hình rơi vào khoảng 6,4 inch tương tự với năm ngoái, và như thế cũng đã là lớn. Chúng ta sẽ có một bản Note 10 Pro nâng kích thước màn hình lên 6,7 inch, bằng đúng với Galaxy S10 5G. Đương nhiên là Samsung sẽ tích hợp công nghệ mạng 5G lên Note 10. Thông tin này thì được một lãnh đạo của nhà mạng Verizon xác nhận. Như vậy là chúng ta sẽ chứng kiến tổng cộng đến 4 phiên bản Note 10 trong năm nay, với mỗi kích thước sẽ có 2 phiên bản là 4G và 5G. Riêng ở màng camera, dò dỉ thì cho biết là ống kính sẽ không chỉ thay đổi được hai mức khẩu độ là f1.5 và 2.4 như năm ngoái, mà có thêm một mức mở khẩu nữa là f1.8. Trên thực tế thì không nhiều người tiêu dùng có thể nhận ra được khác biệt của các mức thay đổi khẩu độ này trên điện thoại, bởi vì hầu như là ai cũng sử dụng chế độ chụp tự động, và khác biệt thì chỉ rõ ràng khi mà chụp ở điều kiện thiếu sáng. Nhưng với nhu cầu chụp chuyên nghiệp thì có thêm một lựa chọn cũng là một điều tốt, khi mà người dùng thì được kiểm soát kỹ càng hơn nữa lượng ánh sáng đi vào ống kính. Trong khi đó thì phiên bản iPhone trong thời gian xa hơn, đó là năm 2020, có thể sẽ chứng kiến một sự thay đổi rất lớn về kiểu dáng cũng như là về kích thước. Chúng ta sẽ thấy phiên bản màn hình nhỏ hẳn hơn trở lại, thay vì những kích thước nhằng nhằng như hiện nay. Nhà tiên tri về Apple, chuyên gia tài chính Ming-Chi Kuo cho biết là Apple thì đang chuẩn bị cho kế hoạch thay đổi dòng iPhone năm 2020 theo đúng ý của rất nhiều người tiêu dùng đang đòi hỏi hiện nay. Đây có thể sẽ là thế hệ iPhone đầu tiên hỗ trợ kết nối mạng 5G và sẽ chuyển sang kiểu đục lỗ màn hình để chứa camera trước. Nhưng thay đổi lớn nhất thì lại là ở kích thước. Phiên bản màn hình 5,8 inch thì dự kiến là sẽ bị loại bỏ để thu nhỏ kích cỡ xuống hẳn mức là 5,4 inch. Đồng thời thì phiên bản 6,5 inch ở hiện tại thì sẽ được nới rộng tiếp lên cỡ 6,7 inch. Như vậy là hai nhu cầu về điện thoại nhỏ thì phải nhỏ hẳn và lớn thì phải lớn hẳn thì sẽ được đáp ứng, không bị lỡ cỡ gần như ngang nhau ở giải sản phẩm hiện tại. Trong khi đó, những ai cần một kích thước lớn vừa đủ thì sẽ vẫn có một lựa chọn là chiếc iPhone XR mới màn hình 6,1 inch. Phiên bản 2020 của máy này được ông Ming-Chi Kuo cho biết vẫn sẽ là một chiếc máy giá thấp hơn, với các cắt giảm thì đến từ việc là không hỗ trợ mạng 5G, nhưng bù lại thì nó được cải tiến khi mà được bổ sung màn hình OLED. Những dò dỉ này sẽ khiến cho thế hệ iPhone của năm 2019 trở nên bớt hấp dẫn hơn hẳn, bởi vì năm nay sẽ tiếp tục là một năm không có thay đổi về hình dáng tổng thể. Thiết kế máy được cho biết trong năm 2019 vẫn sẽ dựa trên thiết kế của iPhone X gốc. Apple sẽ chỉ tập trung nâng cấp camera, dung lượng pin, loa ngoài hay là các công nghệ trang bị cho Bluetooth. Thông tin vừa rồi thì đã kết thúc cho bản tin công nghệ S News tuần 3 của tháng 6. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tuần sau với nhiều thông tin hấp dẫn sẽ được S Channel tiếp tục cập nhật. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.